Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm quyền thượng, phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Một, Phật mẫu thưa hỏi. Lúc đó, Đức Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp. Nhân đến Bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải chỉ riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch hỏi cùng Bồ Tát Địa Tạng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh mẫu, trông mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ được nói việc đó. Thánh mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. 2. Bồ Tát Lược Thuật. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Lam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô giá địa ngục, mai đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, kinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô giá địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có những chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô giá địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô giá địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có những kẻ trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục, vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô giá địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có những chúng sanh nào phạm những tội như trên, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Tiết Vi, về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, bực kế nữa lại có đến 1000, danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vào ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián, ngục này châu vi 1 muôn 8000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt chó sắt phun lùa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm đầy chật cả trên giường, đó là do vì tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng lanh vén nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt, đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi lên trên không, lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi nóng đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài, đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Đó là do vì tội nghiệp đã tạo ra, nó cảm vào như thế, trải qua nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó do có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả ngục nên gọi là vô gián. 3. Những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cưa đục, dao mắc, chảo rời,
chảo dầu sôi, dây sắt, lưới sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống liềm đầu, nước sắt nóng dưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Bốn, không luận là cha hay gái, mường mán mọi dợ, già trẻ sang hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, thế gây tội ác theo đó mà cảm thấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, lấy một người bị đọa vào địa ngục vô gián đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh, do vì nễ niên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội, cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, đâu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhơn nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết no dầu và chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha,